tình nghĩa gia đình chỉ thế thôi sao? Từ thuở hôm nào cha mẹ sinh ra, dạy ta gắn kết yêu thương, dù cho thấp kém cao sang vẫn chung lòng đỡ đần bên nhau. Ngày tháng cũng dần thấm thoát trôi qua, và đấng sinh thành cũng rời xa ta. Mẹ cha luôn ước mong sao tình anh em mãi thương nhau, chẳng chia rời dù có thế nào. Mà thế hôm nay cha mẹ rời xa cuối trời, tình thân rồi cũng chia phôi. Anh em huyết thống chung nhà, sao không gắn kết chung lòng mà đành xem nhau giống người dưng. Ngày tháng sau này không biết ra sao, người ở nơi này kẻ thì nơi đâu. Rồi khi nhắm mắt xuôi tay thì ai sẽ khóc ai đây, cũng gia đình cùng ta kia ấm này. Mà lỡ hôm nay cha mẹ xa cuối trời, tình thân rồi cũng chia phôi. Anh em huyết thống chung nhà, sao không gắn kết chung lòng mà đành xem nhau giống người dưng. Ngày tháng sau này không biết ra sao, người ở nơi này kẻ thì nơi đâu. Rồi khi nhắm mắt xuôi tay thì ai sẽ khóc ai đây, cũng gia đình cùng ta đấy mà. Rồi khi nhắm mắt xuôi tay thì ai sẽ khóc ai đây, cũng gia đình cùng ta kia ấp này. Rồi khi nhắm mắt xuôi tay thì ai sẽ khóc ai đây, cũng gia đình cùng ta kia ấp.